Giới thiệu với anh em một cái mẫu thùng hổ vồ đóng tại DVS Việt Nam. Mẫu thùng này thì có thể tháo bừa được, cơi để nó vừng cơi, dài rộng 182 và dài gần 100, cao 190, dài là gần 700. Đó, thì nếu mà muốn thay thì anh em phải tháo cái này ra. Nút này ra, là bỏ được cái này, rồi mình sẽ tháo đi xem. Thì mình đã tháo xong cái bình cơi của nó lên, đây, đây. Đó. Hai bình là nắp ít, rồi chỉ có hai thôi anh em nha. Muốn cơi lên thì như này. Okay, chào.